mà ý em nói là sao? Ý em nói là bên cạnh em giờ đây đã có thằng nào? Ý em nói là gì mà ý em nói là sao? Ý em nói là tim của anh giờ đây đã nhói và đau. Thật lòng anh chẳng muốn thấy được em thêm giây nào, vì tìm em lạnh giá như tờ tiền người ta trao. Thật lòng anh chẳng muốn thấy được em thêm giây nào, vì tình không miễn phí như bài nhạc em hay đau. Fuck you và xin chào. Em hỏi sao anh không viết nhạc tên, Anh nói anh chỉ muốn gì nói cho riêng mình. Em nói tâm hồn em già cỗi. Em nói em thích nghe nhạc Trịnh. Hỡi ôi đáng ra thì em đã phải nói nhạc Trịnh. Em thích là nhạc Trịnh Thăng Bình. Em ơi tại sao em không còn đi học mà mặt và mũi của em đầy bụi phấn? Sanh ra em cầm tên con chuột mà sao lúc nào cũng thấy em tủi thân. Em chưa một lần bước chân vào cửa Phật, nhưng sao đêm nào cũng thấy em ăn chay? Sao ba má sanh em ra con một mà trong điện thoại em quá như anh trai? Vậy ý em là gì mà? Ý em là sao? Ý em từ đầu là đã lừa dối nhau. Ý em tất cả những lời mà em đã từng nói với anh thì đều là nói xạo. Ý em tất cả xảy ra như tai nạn, như xe cán mà không kịp gắt phanh. Hãng em là do em tự mở chứ đâu có Bùi Tiến Dũng đã bắt banh. Hả? Ý em nói là gì mà ý em nói là sao? Ý em nói là bên cạnh em giờ đây đã có thằng nào? Ý em nói là gì mà ý em nói là sao? Ý em nói là tim của anh giờ đây đã nhói và đau. Thật lòng anh chẳng muốn thấy được em thêm giây nào, vì tìm em lạnh giá như tờ tiền người ta trao. Thật lòng anh chẳng muốn thấy được em thêm giây nào, vì tình không miễn phí như bài nhạc em hay đau. Fuck you và xin chào. Nói với anh là em từng nói với anh là em từng nói với anh là em từng nói với anh là em gờ hiền lành nhá, ở nhà nghe lời má, thích ăn chay trường mà không có ăn thịt cá. Em gờ hiền lành nha, đêm không đi vào bar. Anh trai em nhiều nhất, mua đồ không hỏi giá. Tình em giống con nít, mua thuốc lá không thích, không thích. Thích bong bóng ghét kẹo ngọt, thích chụp ảnh mông đít mông đít. Em bật ga đèn xanh, anh vặn ga thật nhanh. Bao nhiêu tiền vào cặp, vụ này ngu sao có mình anh. Sang Facebook niềm nam mô, cứ tôi đến lại kêu đồ. Trước mặt anh em ngây thơ, nhà lôi má ra ba đồ. Trước mặt anh em khác, hiền diệp trong lòng anh. Sau lưng anh em ác, hơn cô giáo mầm xanh. Sao bây giờ em nói, em đã yêu lầm anh. Em đưa thằng nào suốt, sao bắt anh cầm banh hả? Ý em nói là gì mà ý em nói là sao? Ý em nói là bên cạnh em giờ đây đã có thằng nào? Ý em nói là gì mà ý em nói là sao? Ý em nói là tim của anh giờ đây đã nhói và đau. Thật lòng anh chẳng muốn thấy được em thêm giây nào, vì tìm em lạnh giá như tờ tiền người ta trao. Thật lòng anh chẳng muốn thấy được em thêm giây nào, vì tình không miễn phí như bài nhạc em hay đau. Fuck you và xin chào.